Chiều nay, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Dân chính Đảng Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ trao huy hiệu 70-75 năm tuổi Đảng tặng nhà thơ Lê Giang và 45 năm tuổi Đảng tặng nhạc sĩ Lưu Nhất Vũ tại nhà riêng. Đến dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Nguyễn Văn Lợi. Đêm nay mình ngủ đâu có thể thắc mơ, không chừng đủ giá. Anh là chồng còn em là vợ, cứ hỏi nhau hoài đêm nay ngủ đâu. Niềm vui lan tỏa trong căn nhà nhỏ của nhà thơ Lê Giang và nhạc sĩ Lương Nhất Vũ. Trong không khí ấm áp thân tình, các đồng chí lãnh đạo đảng của hai địa phương ân cần thăm hỏi sức khỏe, điều kiện sinh hoạt, sáng tác và kính chúc nhà thơ Lê Giang và nhạc sĩ Lương Nhất Vũ luôn mạnh khỏe, có nhiều niềm vui trong cuộc sống. Phát biểu tại buổi lễ trao quy hiệu đảng, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên bày tỏ niềm vinh dự, xúc động được trao quy hiệu đảng cho hai đảng viên cộng sản đặc biệt, có phẩm chất liêm chính, khiêm tốn, giản dị, có cuộc đời hoạt động cách mạng phong phú, sôi nổi, hết lòng phục vụ đảng, phụng sự đất nước và nhân dân, nhất là trên lĩnh vực văn học nghệ thuật. Đồng chí Nguyễn Văn Nên bày tỏ mong muốn hai đồng chí tiếp tục đóng góp cho đảng, cho đất nước, cho nền văn hóa dân tộc Việt Nam. Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Nguyễn Văn Lợi gửi lời chúc mừng và tự hào khi quê hương Bình Dương có những đảng viên ưu tú như nhà thơ Lê Giang và nhạc sĩ Lương Nhất Vũ. Tinh thần cống hiến của hai nghệ sĩ là tấm gương sáng để thế hệ trẻ hôm nay và mai sau noi theo. Tại buổi lễ, Ban Tổ chức Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh chính thức chuyển giao hồ sơ đảng viên của nhà thơ Lê Giang và nhạc sĩ Lương Nhất Vũ về Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Dương theo quy định của điều lệ đảng.